Cư dân của Severodonetsk may mắn sống sót trước cuộc bao vây tàn phá của Nga. Cư dân của Severodonetsk bị thiệt hại nặng cố gắng sống sót từng ngày trong một thành phố đại bị Nga tàn phá. Một cư dân Severodonetsk, Elena Ivanova, nói với Reuters hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 7 rằng cảm thấy tương lai thật đáng sợ khi không có nơi nào để đi. Nga đã chiếm được thành phố này vào tuần trước sau nhiều tuần giao tranh ác liệt. Hàng ngàn quân đang tấn công thành phố từ ba phía để cố gắng bao vây các lực lượng Ukraine. Các dấu hiệu của giao tranh ác liệt được nhìn thấy khắp nơi trong thành phố sẽ tăng gần các tòa nhà chung cư, các đường hào trên sân chơi trẻ em và các khu dân cư bị hư hỏng nặng. Cư dân thành phố sống sót sau cuộc bao vây chủ yếu vẫn ở trong các nền móng hoặc các căn hộ bị hư hại nặng này không có ánh sáng hoặc nước sinh hoạt. Quân đội Ukraine đã rút quân khỏi Severodonetsk để tránh bị bao vây như đã từng xảy ra ở thành phố Mariupol của Ukraine. Các lực lượng nga hiện đang cố gắng tấn công vào Luhansk, qua không, qua sông Sivitsky Donetsk từ Severodonetsk nơi sẽ hoàn thành việc chiếm tỉnh Luhansk của họ.